Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi. Như quý bà con đã biết, việc thái thuốc nam bằng tay rất là tốn nhiều thời gian và công sức của bà con. Vì vậy ngày hôm nay Ngọc Lan xin giới thiệu tới bà con một dòng máy thái thuốc nam của thương hiệu Takeo. Máy thái thuốc nam Takeo TK2200W. Dòng máy này sẽ giúp cho bà con tối ưu được công việc thái thuốc của bà con. Trong video này Ngọc Lan sẽ giới thiệu chi tiết về dòng máy thái thuốc nam, đồng thời Ngọc Lan sẽ trực tiếp test máy cho bà con. Vì vậy hãy cùng theo dõi chúng tôi tới cuối video nhé. Và bây giờ Ngọc Lan xin giới thiệu chi tiết hơn về dòng máy Takeo TK2200W này nhé. Bao trùm bởi máy chính là màu đỏ đặc trưng của thương hiệu Takeo. Logo của Takeo được in dập nổi ngay trên nắp máy. Đây chính là họng của máy. Máy gồm hai họng vào. Họng vào này chính là để đâm khúc. Và bây giờ Ngọc Lan xin mở nắp máy ra. Đây chính là phần dao máy. Máy gồm tổng cộng 4 dao, 2 dao đâm khúc và 2 dao thái lát, được nằm trên một bánh đà. Dao được thiết kế bằng thép rèn ô tô. Bên dưới khóa gài an toàn chính là họng ra của máy. Toàn bộ máy được làm trên khung rất là chắc chắn. Bộ khung này được làm bằng sắt, đồng thời được sơn một lớp sơn chống rỉ ở bên ngoài. Phần phía trong sẽ có một họng nữa, họng này chính là họng thái lát. Máy được trang bị thêm hai bạc đạn, được sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị thêm một CB chống giật. Kèm theo đó là một dây điện dài 2m giúp cho bà con dễ dàng di chuyển. Phần quan trọng nhất của máy chính là motor. Motor của máy được hoạt động với công suất 2.2kW, tương đương với 3HP, tốc độ vòng quay là 2.900 vòng trên phút. Phần thân của máy được làm bằng hợp kim nhôm, chịu lực và chịu nhiệt độ cao được. Bên cạnh đó, motor còn có một bộ tản nhiệt trong quá trình máy hoạt động. Phần phía mặt sau của máy chính là dây Cura. Dây Cura được kết nối bởi hai bu li, nhờ vậy máy có thể hoạt động bền bỉ. Và đây là thành quả sau khi Ngọc Lan đã test máy băm thuốc nam Takeo TK2200W. Với những cành cây lớn thì vẫn giữ nguyên được nắp của nó. Và cành nhỏ vẫn được băm đảm bảo. Máy băm thuốc nam Takeo TK2200 này thì bà con hoàn toàn có thể tiết kiệm được tối đa thời gian và đảm bảo được năng suất cho bà con trong quá trình bà con sử dụng. Nếu như quý bà con cảm thấy video này hữu ích, hãy like và share cho chúng tôi nghe nhé. Thêm vào đó, số điện thoại của chúng tôi để ngay bên góc trái màn hình. Bà con có nhu cầu muốn sở hữu một máy Takeo TK2200W này, hãy liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ kinh doanh tư vấn chi tiết hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.